Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng ta cập nhật tin tức thì thấy rằng có một cụ nhà báo là nhà báo Quỳnh Hòa Bình đã có những bài viết liên tục tấn công Hồng Loan bằng đủ danh từ xúc phạm đến quyền lợi cá nhân, rồi uy tín muốn hạ bệ Hồng Loan, nhưng một mặt khác thì lại viết tốt cho Hồng Phượng và Hồng Nhung. Tôi không biết vấn đề ở bên trong có quyền lợi hay có lợi ích gì hay không. Tại vì chúng ta cũng chưa có thấy ra cái minh chứng được cái điều đó. Nhưng mà một người không thù không oán với mình thì không thể nào mà mình trút bỏ thời gian để viết xấu người ta, bêu xấu người ta, mà những cái điều mình viết ra nó không phải là sự thật. Đó mới là cái chính yếu. Nhà báo Biên Hòa này tôi gọi tại vì nhiều khi cách ăn nói và cách hành văn của người này nó cũng tưởng tận lắm. Có người thì gọi cô ta là nhà báo mặt mâm, có người thì gọi nhà báo Bình Hưng Hòa. Tôi thấy nhà cô ta cũng giống giống như nhà báo Biên Hòa thì đúng hơn. Thấy Hồng Loan im lặng không trả lời thì người này lại càng viết những bài khác. Nó có tính cách là xâm phạm vào quyền lợi cá nhân của người ta nhiều hơn nữa. Gần đây thì Hồng Loan đã trả lời với lại và nhắn tin riêng cho nhà báo này rồi. Bây giờ Hồng Loan không còn thể nào mà ngồi yên được nữa, phải không các bạn? Cứ một người mà luôn luôn tìm đủ mọi cách để tấn công mình trên phương diện mặt truyền thông thì mình cũng phải làm cái gì đó để cho họ biết rằng mình không phải là một người mà dễ để người ta viết bậy như vậy. Tại vì ở bất cứ nơi đâu cũng có luật lệ, không các bạn? Mình không thể nào mình lấy cái quyền tự do ngôn luận để tấn công người ta, để nhục mạ người ta, để vu khống người ta. Vì tất cả những thứ đó đều nằm trong bộ luật hình sự và là cái luật 331 nữa. Vâng, để mình chia sẻ với các bạn bài viết của Hồng Loan mới đây dành riêng cho nhà báo Biên Hòa này. Dạ, con chào các cô, chú, bác, những khán giả thương quý ba con và đã thương yêu đại gia đình của con từ trước đến nay. Thời gian vừa qua, gia đình con đã xảy ra nhiều việc không mong muốn, nhưng con chưa từng lên tiếng nói xấu bất cứ ai hay bình luận bất cứ về vấn đề gì liên quan tới các sự việc trên. Bởi con hoàn toàn tin tưởng vào pháp luật và chỉ giải quyết mọi việc theo quy định pháp luật trong tương lai. Khi mọi việc đã giải quyết xong thì con sẽ công bố thông tin đến cô chú bác đã luôn yêu mến và ủng hộ cho gia đình con. Cái điểm này thì tôi thấy cũng đúng. Hồng Loan không có hề lên trên mạng xã hội nói xấu bất cứ người nào, mặc dù những người đó làm cô phật lòng như là Hồng Phượng, Hồng Nhung. Và có ai đó đã cũng một vài ca sĩ tôi thấy như là Quỳnh Nhật Quy nói xấu Hồng Loan, nhưng mà cô ta cũng không có trả lời, trả vốn gì hết và giữ bình tĩnh và im lặng. Hồng Loan cũng rất là kín tiếng. Hôm nay ngày 17 tháng 7, như vậy là ngày hôm qua ở bên Việt Nam, ở Mỹ thì đúng là bữa nay, 17 tháng 7 năm 2023, con đã nhắn trên Facebook cá nhân của nhà báo Quỳnh Hòa Bình để gửi văn bản khuyến cáo đến chị này. Vì thời gian qua chị này báo lên, chị nhà báo này liên tục viết những bài viết ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của con và ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến gia đình con. Hình ảnh của ba con tràn ngập trên không gian mạng nhưng lại bị đưa lên với những thông tin tiêu cực, lời lẽ công kích, gây chia rẽ và mất đoàn kết. Rất hay, tôi thấy Hồng Loan biết như vậy. Tôi không biết có ai quân sư đằng sau để chỉ vẽ Hồng Loan viết những như thế này không. Lời lẽ thì rất là tử tế và đại khái là rất là biết điều đó các bạn. Nhưng mà trong đó cũng không kém phần có đanh thép đâu nha. Vì con không biết địa chỉ cơ quan, địa chỉ nơi cư trú của nhà báo Quỳnh Hòa Bình nên con phải chọn cách đăng tin công khai trên Facebook để nhà báo nhận được hoặc thông tin hoặc nhờ cô chú bác thông tin đến nhà báo Quỳnh Hòa Bình. Con cảm ơn ạ.
rất là hay. À, tại vì dĩ nhiên Hồng Loan đâu phải là một nhà trinh thám tư đâu, mà phải đi tìm tòi nhà báo này kia để viết thư thông báo hay hoặc là cảnh cáo riêng nhà báo này. Thì biết trên nhà báo này cũng viết trên thông tin đại chúng, thì Hồng Loan cũng viết lại trên thông tin đại chúng thôi. Gửi chị nhà báo Quỳnh Hòa Bình: tôi đã cố gắng nhưng chưa tìm được địa chỉ cơ quan nơi chị đang công tác hoặc địa chỉ nơi cư trú của chị để gửi thông báo bằng văn bản đến chị. Rất là hay. Cái câu mà tôi chưa tìm được địa chỉ cơ quan nơi chị công tác bị đuổi rồi. Đây là câu chơi chữ rất hay của Hồng Loan. Ý Hồng Loan muốn nói như thế nào các bạn biết rồi gì không? Chỉ có những người ăn ở không, những người mà rảnh rỗi sanh nông nổi, không công ăn việc làm, ở nhà viết những bài viết đó, tôi không biết có lợi ích riêng hay không. Thì có lợi ích riêng hay không thì chúng ta đoán đi, có không các bạn? À, rất là hay. Tôi không biết địa chỉ cơ quan mà chị đang công tác nha, nhấn mạnh cái từ đang công tác. Vì vậy thông qua Facebook tôi kính báo, kính luôn các vị, kính báo đến chị. Cái chữ kính báo này nó giống như là sắp sửa nhà báo Biên Hòa này lên bàn thờ rồi đó. Đến chị văn bản đính kèm: đề nghị chị thực hiện đúng mọi nội dung tôi khuyến cáo trước khi tôi tiến hành biện pháp pháp lý mạnh hơn để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tôi. Rất là hay. Và đây là cái tờ đơn mà Hồng Loan cũng muốn gửi cho nhà báo này đây các bạn. Nhà báo Biên Hòa này không biết sau khi nhận những lời lẽ khiêm tốn, trong đó cũng có đanh thép và khẳng định với lại nhà báo như vậy rồi, thì không biết nhà báo suy nghĩ gì hay là vẫn còn những cái thói hư tật xấu, hay là vì lợi ích riêng mà làm những cái trò mà xã hội này không thể chấp nhận được. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2023. Thư thông báo kính gửi bà Quỳnh Hòa Bình: tôi Võ Thị Hồng Loan, số căn cước bla 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 ham, sinh ngày 24 tháng 6 năm 1987, cấp ngày 17 tháng 6 năm 2022. Thường trú tại, nói cho biết luôn cái số nhà địa chỉ luôn đó khi mà gửi cái thông báo đến chị đó. Số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là con của ông Võ Văn Ngoan, tức nghệ sĩ Vũ Linh. Sau ngày cha tôi qua đời là mất đó, cha tôi, gia đình tôi đã xảy ra một số việc ngoài ý muốn liên quan đến quyền nhân thân, quyền tài sản và một số vấn đề khác thuộc đời tư của tôi và gia đình của tôi. Hiện vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Rất là hay. Tất cả đều để cho cơ quan thẩm quyền thụ lý. Chúng ta cứ nói hoài này kia nọ cho thì nó cũng không hay. Tôi và những người trong gia đình tôi là người trong cuộc, nhưng cho đến thời điểm này chúng tôi chưa từng có bất cứ phát ngôn hay cung cấp bất cứ thông tin chính thức nào liên quan tới những việc đang giải quyết trong gia đình tôi trên các phương tiện truyền thông. Bởi lẽ chúng tôi tôn trọng pháp luật và đang thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để giải quyết theo quy định của pháp luật. Hơn nữa đây là chuyện riêng tư của gia đình tôi. Khi cần công bố thông tin chính thức thì chính tôi là người công bố thông tin vào một thời điểm phù hợp. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi được bạn bè thân hữu cho biết trên trang cá nhân là Facebook của Quỳnh Hòa Bình, mang tên là Quỳnh Hòa Bình, có 6,7 ngàn người theo dõi, đã có nhiều bài viết công khai viết về gia đình tôi. Cha tôi là ông Võ Văn Ngoan, tức nghệ sĩ Vũ Linh, và tôi là Võ Thị Hồng Loan. Với những thông tin không chính xác và sử dụng những ngôn từ mang tính chất đã kích xúc phạm nhân danh dự, nhân phẩm uy tín của cá nhân tôi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình tôi. Theo tôi được biết, Facebook này được giới thiệu và xác định là của cá nhân
Chị nhà báo tên đầy đủ là Quỳnh Hòa Bình Mặc Dâu. Tôi không biết chính xác chị có phải là nhà báo không và chị đang công tác tại nhà báo nào. Thưa Vân, Loan ơi, nhà báo này bị khai trừ rồi, bị đuổi rồi. Bây giờ là cụ nhà báo thôi. Bữa hổm thì đi ăn thực phẩm thì cho nên cũng phải xin cái bánh cuốn gì đó. Cái này không phải là tôi nhục mạ đâu nha, nhưng mà cái chuyện này có thật sự. Mà cái ngày mà thực phẩm, ngày của phở đó, thì người ta khai trương lúc 11:30. Cô ta đến lúc đó thì cô ta đại náo là lúc đó 10:30. Cô ta xin bánh cuốn, người ta nói chị có thể lấy cái phiếu của ban tổ chức dành tặng cho thì đổ lấy tất cả phần thực phẩm. Cô ta không có phiếu nhưng cô ta muốn xin bánh cuốn lúc đó ăn. Mà bây giờ người ta có nói người ta bán thôi, chỉ có 20.000 một cuốn, mà bây giờ người ta cũng không có bán được. Tại vì mới có 10:30, 11:30 mới bán. Thì cô ta đã làm ầm ĩ thiếu điều quýnh cái anh chàng kia gần cái khu thực phẩm đó nữa. Thiệt là trái nổi. Bởi vì tôi nói là nhà báo này là nhà báo Biên Hòa. Ngoài là Bình Hưng Hòa, nhà báo này cũng là nhà báo Biên Hòa nữa, tưởng tượng lắm. Nhưng vì chị giới thiệu và mọi người cũng gọi chị là nhà báo, nên tôi xin phép cũng gọi chị là nhà báo. Thưa nhà báo Quỳnh Hòa Bình, tôi vừa đọc qua rất nhiều bài viết trên trang cá nhân của chị, nhiều bài viết có nêu thẳng hoặc bóng gió tên tôi là Hồng Loan, Võ Thị Hồng Loan. Nhưng những thông tin chị đưa lên là những thông tin không đúng và mang tính chất xuyên tạc, định hướng dư luận, gây những nhận thức sai lầm cho một bộ phận người, tạo hiện tượng phe nhóm, gây chia rẽ và bất đoàn kết giữa các tầng lớp ngay trên không gian mạng, làm ảnh hưởng xấu, rất xấu đến an ninh xã hội. Đặc biệt là những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của cá nhân tôi, trực tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống riêng tư của tôi, uy tín của cha tôi và những người liên quan đến tôi. Và ký tên là Hồng Loan đó các bạn. Đây cái bản thông báo này của Hồng Loan đã gửi trên không gian mạng. Chắc tôi nghĩ rằng nhà báo Biên Hòa này chắc cũng đã nhận được rồi. Và coi tình huống này để coi nhà báo Biên Hòa xử lý như thế nào. Nếu mà tiếp tục, tại vì tôi nghĩ trong cái thời gian này thì Hồng Loan cũng không có muốn xảy ra chuyện tranh chấp hay thưa kiện này kia nọ, tại vì nó đang bị nhiều áp lực quá rồi, không các bạn ha. Rồi mới đây cái vụ cậu xử nữa đó. Rồi ở bên Hồng Phượng á, thì cứ cách một vài ba ngày làm phiền, vài ba ngày làm phiền, hết chuyện này tới chuyện kia, tới chuyện nọ, rồi nhờ không gian mạng, rồi những người giống như là nhà báo Biên Hòa này á, viết những bài đả kích tấn công vô cớ. Thì chắc có lẽ là Hồng Loan không muốn kiện tụng thêm một cái người này nữa. Chứ nếu không thì với lại những cái bài viết vừa rồi của nhà báo Biên Hòa này thì Hồng Loan có thể lập vi bằng và đi kiện rồi. Nhưng đây là một lá thư cảnh cáo, thông báo trước cho nhà báo này. Nếu mà nhà báo này biết điều với cái cương vị là viết phải đúng sự thật, không thể tấn công người ta một cách vô cớ như vậy, miệt thị người ta, vu khống người ta, dùng hình ảnh của cha người ta trên không gian mạng với những bài tiêu cực, thì như vậy là đối với tình và lý đã không có rồi, tình người cũng không đúng rồi, và đạo đức xã hội thì lại càng rất là kém. Và nếu mà lấy hình của người ta với những bài công kích tiêu cực như vậy thì lại là vi phạm luật pháp của Việt Nam, đúng không các bạn ha. Đây là một bài mà thông báo đến cho nhà báo Quỳnh Hòa Bình, kêu bằng là nhắc nhở đấy. Đây là một sự nhắc nhở mềm mỏng. Nếu mà còn tiếp tục thì chắc có lẽ hậu quả gì chắc nhà báo Biên Hòa này cũng biết, không các bạn. Chứ tôi đã thông báo rồi, tôi đã nói rồi, vẫn còn tiếp tục như vậy nữa. Cái là cái điểm thứ hai nữa, nếu mà Hồng Loan giữ hết các bài báo, dĩ nhiên chắc có giữ rồi những bài viết đó, rồi cái bài thông báo này nữa, mà nhà báo Biên Hòa này tiếp tục tấn công, xâm phạm quyền lợi ích riêng tư của cá nhân đó, rồi tấn công nữa, thì lúc này lúc lập vi bằng là tội, là tội càng thêm tội, nặng càng thêm nặng nè. Những bài viết trước tôi đã không kiện rồi, không lập vi bằng rồi, tôi đã nhắc nhở rồi, bây giờ lại viết thêm những bài này nữa. Như vậy thì các bạn nghĩ rằng
nếu mà công an hỏi thăm sức khỏe thì nhà báo Biên Hòa này tội nặng thêm hay không? Tôi cho rằng là rất là nặng đó. Và chúng ta chờ đợi xem coi phản ứng của nhà báo Quỳnh Bồ Quỳnh này như thế nào không các bạn ha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ nè, hạnh phúc nè và tràn ngập niềm vui. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin chào.